Rồi, xin chào các bác. Đây là những cặp loa JD. Và các bác thấy chưa? JD nhá. Đây là những làng Bạch Tuyết. Anh em vừa tắm xong là thôi. Đấy, các bác thấy trắng tinh chưa? Đây. Anh bạn này chuyên tắm cho các em Ngọc Trinh. Các bác thấy chưa? Đấy. Chào các anh em đấy. Đấy. Tất cả chuyện. Các anh em. Đấy. Đang tắm giặt này. Các bác thấy bên em làm kỹ không? Làm thế này không mà lo nó mốc bẩn các bác nhá. Đấy, khu vực sau nó qua rất là rộng nhưng mà chưa quy hoạch được, đang rộng mãi tít ra đầu kia các bác nhá. Chờ em xong thì em sẽ làm cái khu vực này để cho anh em thoải mái bơi. Đấy, thoải mái để loa. Chờ một thời gian ngắn nữa thôi các bác nhá. Bên em thì rất là rộng. Đấy, đằng sau này nó rơi vào khoảng 1000 mét nữa các bác nhá. 1000 mét, rộng cực kỳ luôn. Đấy, rộng rãi nhá, thoải mái các bác đến để chiêm ngưỡng. Đấy, phân tần của JD các bác nhá. Đấy, các bác thấy chưa? JD nhá. Phân tần nó đã chưa các bác? JD. Dòng loa nổi tiếng của Tây Ban Nha. PL 10 cộng nhá. Dòng này dòng 10 cộng. Đấy, các bác thấy chưa? Rất là tinh túy, nó làm đây, thùng tháo hết ra cho anh em vệ sinh. Và bên trong này. Trong này là những cái bát, cái tép anh em tháo ra để. Rồi. Tháo ra để anh ui các bạn thấy chưa, rồi tép đây, tép JD nhá các bạn nhá. Phễu kèn vàng, mai anh em mình sắt lau cái phễu này đấy các bạn nhá. Đây còn bát của nó, đây bát của nó đã không các bạn, anh em phải tháo ra nó xếp thành đôi các bạn nhá. Rồi đấy, rất cẩn thận nhá. Ui, mảng đẹp chưa các bạn. Rồi thì phất cái bụi bụi này đi thôi, long lanh nhá, len keng luôn, từ rất là đã luôn, cực kỳ là đã đời luôn. Anh em đang cứ tháo chục đôi ra một các bác nhá, chục đôi ra để vệ sinh, chục đôi một các bạn. Và cảm ơn các bác rất nhiều, các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em nhá. Đây, và anh em cũng tháo ra cả những cặp loa Party House này. Đấy, tháo hết ra. Bên em làm rất kỹ, như thế này thì không thể lai căng đi đâu các bác nhá. Rất cảm ơn các bác. Xin hẹn gặp lại các bác nhá.